Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúc cho địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. Rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ, có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ, có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy nữa ha. Em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ, đôi khi có tăng ca một xíu. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ, được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. Ủa, cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chứ, được bao nhiêu khách em? Dạ, 80 người chị. Wow, vậy là to lắm ha. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ, bây giờ thì chỉ có một thôi, tại bây giờ khó khăn rồi chị. Dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi, về làm bà chủ quán cháo lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháo lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháo lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, okay. Dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi thôi, làm như bạn bên đây vậy. Bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy, người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cháo lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi, nhớ đó. Bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu. Là cao 1m60 trở lên. Không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Dạ 1m66 chị ơi. Được. Được ha. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán cháu lòng mà bận đồ hát cả lòng hát hả? Em bận thường thường mình buôn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi, áo thun với quần ngố à. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết theo thùa may giá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm nêm dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em rồi về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháo lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ làm mà bán cháo lòng đẹp trai quá vậy ta. Vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháo lòng mà mặc hủ tiếu á. Khai thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mà có đi. Là chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có cái nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À để cho nó bay bớt mùi trong lòng đó, phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cho lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết trơn. Hoa là sinh nhật cổ đãi cổ dễ lòng. Đãi cháo lòng không, để trên bàn hoa đủ thứ hoa, mời em ra ăn cháo lòng. Trời ơi, thí dụ vậy. Không, cặp này tôi thấy được rồi đó. Tôi là ưng ý ăn cháo lòng này rồi nè. Trời ơi, đẹp trai lắm á. Xem.
Chào anh. Chào em, dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng. Nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ừ. À, không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Dạ. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Chuẩn man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người gia trưởng nhà khoe không ăn. Em có gia trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Cô cháo vốn có 2.000 bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây giờ lấy nhau về mà công việc ảnh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ ảnh yêu cầu em nghỉ việc luôn về đặng mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ gì đó chị, kinh doanh phòng trọ. Ồ, quản lý phòng trọ là... Được ha. Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Đi được rồi. Cưới luôn đi. Được á. Về khuếch trương về xây nhà trọ, bán cho lòng ở nhà trọ. Dạ. Luôn. Ép tan luôn. Hỏi người thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. À. Em xin chào mọi người ạ. À. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. À. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ ạ. À. Nói gì em chị? Em trai nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi, chị luôn nói đi chị luôn. Dạ, mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. À, cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành. Dạ. Rất là dễ thương. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Dạ. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm đấy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Dạ tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Dạ. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm một chàng trai trẻ. Dạ. Như vậy mà chí thú làm ăn là hiện. Dạ. Thời buổi này rất khó. Dạ. Ai, thôi kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Chào. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, chân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy, tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi, còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa em không? Thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm đúng lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Rất thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. 1 2 3 Hết thời gian.
một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau, xứng đôi ha, hôn nhau, hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. À? Không có sau. Xuất sắc. Được không? Được. Thơm không? Thơm. Có mùi cháo lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng lận tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Một cái người mà có ý chí á. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp lại các bạn một ngày sớm với một tấm thiệp mời và cái sự phát triển về kinh tế trong gia đình. Đây là chiếc vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng JCB tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ áo cưới Milan.